Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Nào Mẹ. Đây là kênh sẽ cùng đồng hành với các bạn trong suốt hành trình mang thai, sinh đẻ và nuôi dạy con cái. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các mẹ về những món rau rất là quen thuộc hàng ngày của chúng ta, nhưng nó có tác dụng gì đối với bà bầu để giúp cho mẹ có một sự lựa chọn tốt nhất, an toàn nhất cho toàn bộ thai kỳ của mình. Những loại rau quen thuộc dân dã trong bữa cơm người Việt, có rất nhiều người thắc mắc rằng bà bầu có ăn được rau rút, rau thì là, rau tấn ô hay không? Thứ nhất, rau rút hay còn gọi là rau nhút, bà bầu có được ăn rau nhút hay không? Đây là một loại rau thủy sinh phổ biến sống ở các vùng ngập nước, và thân của rau rút có các bao hình xốp màu trắng, có tác dụng là giúp rau nổi trên mặt nước. Về giá trị dinh dưỡng thì đây là một loại rau rất là nhiều giá trị, có hàm lượng protein vượt cao so với các loại rau hàng ngày như rau muống, rau xà lách, rau mồng tơi, và nó có thành phần chủ yếu bao gồm các vitamin và các amin cần thiết, rất tốt cho sức khỏe của bà bầu. Theo y học cổ truyền thì đây là loại rau có vị ngọt, tính hàn, không chứa độc và có tác dụng trong việc lợi tiểu, nhuận tràng, mát ngang, giải nhiệt. Và như vậy thì bà bầu hoàn toàn có thể ăn được rau rút trong quá trình mang thai, và những lợi ích lớn mà nó đem lại có thể kể đến: hỗ trợ trứng mất ngủ. Với chị em nào mà trong thai kỳ của mình bị khó ngủ, mất ngủ thì chúng ta có thể hàng ngày bổ sung món rau nhút trong bữa cơm hàng ngày. Như vậy thì sẽ cải thiện chứng mất ngủ cho chị em mình. Tiếp theo thì rau rút giúp chị em mình trị được nóng và thanh nhiệt, giải nhiệt, thanh lọc cơ thể, và còn có tác dụng trong việc giảm sốt, hạ huyết áp. Điều quan trọng là chị em mình cần chú ý khi ăn. Do rau rút có tính hàn nên khi cơ thể chị em mình cảm thấy mệt mỏi, người yếu hay người hay bị lạnh bụng, hoặc là những chị em có hệ tiêu hóa kém thì chúng ta không nên ăn loại rau rút này, hoặc là hạn chế. Và điều quan trọng khi ăn rau rút thì chị em mình nên ăn chín, tuyệt đối không được ăn tái hay là gỏi sống. Bởi vì món rau rút này thì mọi người hay làm các món nộm hoặc là nấu tái để ăn cho giòn, thơm, ngon. Vì chúng mọc dưới ao hồ nước cho nên rất là dễ bị nhiễm sán các vi khuẩn có hại đối với sự phát triển của thai nhi, nên chị em mình nhớ là không được ăn tái, ăn nộm nhé, mà cần phải ăn chín. Và khi chế biến thì chúng ta cần làm sạch, sơ chế sạch, cắt khúc, ngâm nước muối sạch sẽ và nấu chín. Đây là một món ăn hoàn toàn là an toàn với mẹ bầu, và điều quan trọng là cần phải nấu chín. Các mẹ có thể nấu canh rau rút với rất là nhiều món, với khoai sọ, với tôm, cua và các loại thịt. Nó tạo lên một hương vị rất là ngon miệng và có tác dụng mát bổ và rất là dễ ngủ. Do vậy chị em mình nhớ thêm loại rau rút này vào chế độ ăn hàng ngày của mình nhé. Loại rau thứ hai đó chính là thì là. Mẹ bầu có ăn được thì là hay không? Đây là một loại rau được sử dụng nhiều trong bữa cơm của người Việt, và nó đóng vai trò vừa là một loại thức ăn, vừa là một loại gia vị tạo hương thơm cho món ăn, thêm phần hấp dẫn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì bà bầu chúng ta hoàn toàn có thể ăn được rau thì là, bởi nó có tác dụng chống vi khuẩn, chống viêm nhiễm rất là tốt. Và trong thì là thì chúng ta có thể ngửi thấy nó có một mùi rất là thơm đặc trưng. Nó chứa một loại tinh dầu làm giảm lượng đường trong máu, ngăn ngừa sự hình thành của các mô mỡ. Do vậy thì nếu phụ nữ mang thai ở trong những giai đoạn tăng cân ở cuối thai kỳ thì chúng ta có thể sử dụng rau thì là để kìm hãm sự hình thành của các hạt mỡ thừa trong cơ thể. Như vậy thì mẹ có thể kiểm soát cân nặng của mình một cách tốt nhất. Và bên cạnh đó thì đây là một loài thực vật tốt nhất, chứa nhiều canxi. Canxi thì rất là có lợi cho bà bầu.
ngăn ngừa loãng xương và đặc biệt này cung cấp lượng canxi cho thai nhi phát triển, nhất là những tháng giữa và tháng cuối để thai nhi phát triển về cân nặng và hệ xương. Với thì là để chúng ta có thể chế biến nhiều món ăn và món phổ biến nhất đó chính là kết hợp với các loại cá. Các mẹ có thể lựa chọn các loại cá nước ngọt như cá chép, cá mè để làm các món kho hay là tùy khẩu vị của các mẹ. Và kết hợp lẫn cá thì nó tạo lên một hương vị rất là ngon và bổ dưỡng, có tác dụng cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và rất tốt cho sự phát triển của thai nhi trong bụng mẹ. Vậy mẹ nên nhớ bổ sung mình ăn nhiều rau thì là lên trong toàn bộ thai kỳ nhé. Bổ sung nó trong bữa ăn hàng ngày coi như một loại gia vị cũng rất là tốt. Mình sẽ chia sẻ tiếp theo là bà bầu có ăn được rau tần ô hay không. Rau tần ô thì thoạt nghe qua thì có nhiều mẹ sẽ cảm thấy hơi bỡ ngỡ phải không ạ? Bởi vì tên quen thuộc của nó chính là rau cải cúc. Cải cúc thì ai cũng biết rồi phải không ạ? Đây là một loại rau được chế biến thành rất là nhiều món ăn, được dùng chủ yếu trong các món lẩu, món canh, và nó chứa một hàm lượng dinh dưỡng rất là cao và có nhiều dược tính rất là tốt. Nó có vị ngọt và có chút hơi đắng, thơm mát và giúp cho bà bầu có thể tiêu hóa tốt hơn, giúp cho hệ tiêu hóa ổn định hơn. Và nó còn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, có thể kể đến là lipid, các loại vitamin và đặc biệt là bổ sung nhiều chất xơ cho mẹ bầu, giúp mẹ bầu có thể chữa được chứng đau đầu, giải cảm. Và đặc biệt thì phụ nữ sau sinh có thể ăn loại rau này để giúp lợi sữa và rất tốt cho sức khỏe nhé. Và trong bữa ăn hàng ngày thì mẹ hoàn toàn có thể thường xuyên sử dụng rau tần ô trong thực đơn của mình, vừa cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết và lại tốt cho sự phát triển của thai nhi trong bụng mẹ. Như vậy là mình vừa đã chia sẻ giúp các mẹ bầu những giá trị dinh dưỡng của các loại rau hàng ngày đối với sự phát triển của thai nhi. Đó là rau rút, rau thì là, rau tần ô đối với mẹ bầu. Và mẹ bầu thường xuyên sử dụng những loại rau này mà cần ăn chín nhé. Ăn chín uống sôi và không ăn tái, không ăn sống và không ăn cỏ, không ăn nộm nhé. Chia sẻ của mình đến đây là kết thúc. Và nếu các mẹ có câu hỏi gì hay ý kiến gì cần mình chia sẻ giải đáp thì hãy comment ở bên dưới nhé. Và đừng quên theo dõi kênh Làm Mẹ của mình để cập nhật những thông tin làm mẹ mang thai, nuôi dạy con hữu ích nhất nhé. Bye bye.